Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoa Channel. Hôm nay mình lại đem đến cho các bạn một sản phẩm nữa mới toanh ở một mức giá rất là rẻ, chỉ đâu đó khoảng 2 triệu đồng mà thôi. Chiếc Nokia 2.3. Chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia sẻ nhanh cái sản phẩm này nhé. Intro. Rồi, cái sản phẩm trên bàn của mình đây, đó chính là chiếc Nokia 2.3. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp cái sản phẩm này ra. Hiện tại thì nó đang có một cái mức giá vô cùng là tốt, đâu đó khoảng tầm loanh quanh 2 triệu đồng mà thôi. Thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ là phù lý dành cho những ai mà mới sử dụng điện thoại hay là cần một chiếc máy phụ, vì nó không đắt mà lại đến từ thương hiệu Nokia nữa. Mình sẽ rạch siêu ở đây. Đó. Với những cái điện thoại tới từ Nokia nhá, thì các bạn để ý cái siêu nó chỉ làm từ ni lông mà thôi, nên hãy kiểm tra thật kỹ khi mà các bạn mua máy. Chiếc máy của chúng ta ở đây, chiếc Nokia 2.3. Just keep getting better. Bắn tiếng Anh tí cho anh em sợ. Đây là chiếc Nokia 2.3 của mình. Trong hộp chúng ta sẽ có gì nào? Quay chọc SIM, ok. Sách hướng dẫn sử dụng, ok. Cái phụ kiện cơ bản trong này là gì nào? Một cái cáp sạc micro USB. Khá là buồn khi mà chúng ta không có Type-C nhỉ. Và một cái củ sạc này mình xem nào, có nguồn ra là 5V 1A, không nhanh lắm nên không nói là khá là chậm. Rồi thì cuối cùng mình đã kích hoạt thành công chiếc Nokia 2.3 của mình lên. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút về cái thiết kế của chiếc Nokia 2.3 này. Bản thân mình thì luôn luôn có một sự yêu ái nhất định cho những cái sản phẩm của Nokia, từ những sản phẩm có mức giá thấp đến những sản phẩm có mức giá cao. Bởi vì kể cả những cái sản phẩm có mức giá nó rẻ như thế này, loanh quanh tầm giá 2 triệu đồng thôi, tuy nhiên cái chất lượng gia công của hãng thì nó vô cùng là tốt. Chúng ta có một cái thiết kế nguyên khối này được làm từ nhựa hoàn toàn. Mình không biết chất liệu nhựa cụ thể ở đây là gì, và mình nghĩ thì đó là polycarbonate, bởi vì Nokia thì thường sử dụng cái chất liệu nhựa này. Cái khả năng hoàn thiện thì vô cùng là tốt. Các bạn nhìn ở những cái khe tiếp xúc giữa phần khung này và phần màn hình, hãng đã làm vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là sắc sảo. Và ngay cả những chi tiết rất là nhỏ, kiểu như là cái phần khe chọc SIM ở đây, thì các bạn thấy là cái đường cắt nó vô cùng là nét. Đấy là một cái điểm vô cùng là đáng khen với những cái sản phẩm của Nokia. Và cái cách làm mặt lưng này thì mình cũng thấy khá là hay, khi mà hãng đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng động này. Đó. Cái phần mặt lưng này được làm dạng sần sần, và khi mà chúng ta cầm thì nó rất là bám tay, nó vô cùng là bám tay luôn. Có một điều đó là cái phần cạnh này, nếu như các bạn tay hơi nhỏ một chút ấy, thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị cấn cấn, vướng vướng một chút, vì cái phần cạnh này thì hãng đã làm dạng vuông chứ không phải là bo tròn như thường lệ. Ngoài cụm camera được bố trí dạng dọc ở mặt sau như này, thì chúng ta sẽ không hề thấy vị trí của cảm biến vân tay. Đó là bởi vì chiếc Nokia 2.3 này thì đã được lược bỏ đi cái điều đấy rồi, nên chúng ta sẽ không hề cảm biến vân tay. Và các bạn có lẽ sẽ thắc mắc xem là liệu rằng chúng ta sẽ mở khóa như nào, thì đó là chúng ta chỉ có thể mở khóa khuôn mặt hoặc là mở khóa mật mã mà thôi. Đó. Nên khi mà các bạn kích hoạt máy thì nó sẽ có một cái phần gọi là chọn cái tính năng bảo mật, thì các bạn đây có cái tính năng gọi là khóa màn hình bằng khuôn mặt. Đấy, mình thì chưa đặt ở đây. Nói qua một chút về cái màn hình này, thì chúng ta đang có một cái màn hình có kích thước là 6.2 inch với độ phân giải là HD+. Rất là dễ hiểu thôi, ở cái mức giá tầm 2 triệu như này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì thêm được nữa. Và mình thấy chất lượng của màn hình này thì nói chung là cũng ok, khi mà các bạn nhìn gần quá thì gọi là sẽ thấy những cái độ rỗ. Nhưng mà với cái tầm giá này thì mình không đòi hỏi nhiều đến như vậy, và cái màn hình này hoàn toàn ở cái ngưỡng gọi là chấp nhận được với những người sử dụng điện thoại cơ bản. Còn nói về màu sắc thì nói chung là cái màn hình của Nokia ấy, thì màu sắc của nó chưa bao giờ khiến cho mình cảm thấy khó chịu cả. Bởi vì ấy, dù là những cái màn hình mà có một cái độ phân giải thấp, nhưng mà những cái tấm nền Nokia sử dụng thì vẫn luôn luôn ở cái ngưỡng gọi là hoàn toàn ok. Các bạn sử dụng những cái nhu cầu hàng ngày như kiểu là xem phim, sử dụng lướt web, Facebook các thứ ấy, thì các bạn sẽ không hề thấy cái sự gọi là khó chịu với những cái màn hình này, mặc dù cái mức giá của nó chỉ là 2 triệu mà thôi. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút đến cấu hình của chiếc Nokia 2.3 này. Sản phẩm thì đang chạy con chip Helio A22 đi kèm với 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Nói cho cùng, khi mà các bạn, những ai gọi là anh em yêu công nghệ, khi mà nhìn thấy cái thông số cấu hình này thì sẽ gọi là với 2GB RAM thì chúng ta phải làm như nào. Nhưng một cái điều rất may đó là Nokia đang sử dụng hệ điều hành gọi là Android One. Những cái sản phẩm của hãng thì luôn luôn chạy hệ điều hành Android gốc, cho nên ấy, phần nào đấy khi mà các bạn sử dụng máy thì sẽ có một cái sự mượt mà nhất định. Còn nói chung ấy, với cấu hình như này, tính đến cái thời điểm mà mình đang làm video cho các bạn ấy, thì mọi cái cử chỉ, mọi cái thao tác vuốt
đến thời điểm này là vẫn vô cùng mượt mà. Mình nghĩ là các bạn sử dụng những cái tác vụ hàng ngày kiểu như là lướt Facebook hay là đọc báo thứ thì không hề có ảnh gì đâu. Ngoại trừ với cái dung lượng RAM là 2GB thì nếu như các bạn hay chơi game ấy, thì có lẽ là nó sẽ bị tràn RAM một chút. Tiếp đến thì sẽ là camera. Ở mức giá như này 2 triệu đồng thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái cụm camera kép nhìn rất là hay ở đây, được bố trí mặt sau trông rất là gọn gàng. Thông số camera như nào thì mình sẽ để ở đây để cho các bạn tiện theo dõi. Và đồng thời mình sẽ để một vài tấm ảnh chụp demo ở đây để các bạn có thể hình dung rõ hơn về chất lượng camera trên chiếc Nokia 2.3 này. Và vừa rồi thì mình đã mở hộp cũng như trên tay nhanh chiếc Nokia 2.3 này. Các bạn có ý kiến đóng góp gì hãy để lại comment phía bên dưới và đừng quên bấm subscribe cũng như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất từ bọn mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Các bạn có ý kiến đóng góp gì hãy để lại bên phía bên dưới phần comment.